Đây chia sẻ bà con cách xài bộ phọt này. Tủ này là mát chạy heo ha, thì cái bộ phọt này nó cũng dễ cài thôi ha. Thì bây giờ nó sẽ có cái nhiệt độ thực tế hiện tại đang đo đây này ha. Mình nhiệt độ chúng ta muốn khi mà nhiệt độ trong trại chúng ta muốn nó bật quạt đó, đây là nhiệt độ thực tế nè. Còn mà muốn chúng ta muốn cài đặt cái nhiệt độ muốn bao nhiêu á, thì chúng ta sẽ đặt đây này, tăng giảm cái nhiệt độ xuống ha. Ví dụ mình muốn 30 nó bật quạt thì mình sẽ để 30 ha. Đấy rồi xong mình xét lại thôi ha. Đấy thì những cái tủ này thì mình gửi đi là mình đã cài hết rồi, nhưng mà mình sẽ nói một số cách nếu như ta muốn tự cài ha. Thì bây giờ mình sẽ nhấn giữ như vậy nè, giữ nhá, giữ tầm 4 giây á, giữ khi nào nó vào cái giữ này ha. Đây, vào cái dòng này, vào dòng này xong mình bấm set nè. Thứ nhất là C, C đây là ở chế độ cooling nhá. Cooling đây là chế độ làm mát, thì nó có hai chế độ nè. Chế độ H á, H là làm nóng, còn C là làm mát. Tức là ở chế độ của chúng ta là chế độ quạt lạnh đó, chế độ làm lạnh đó, thì chúng ta sẽ chọn là C ha. Tiếp theo cái thằng này DLF này, cái này là cái chân lệch cái thời gian, cái độ trễ của quạt sensor nó phản hồi về cái thằng này, thì thường chúng ta sẽ để là 0,0 ha. Cái độ nhạy của sensor ấy ha. Rồi xong mình sẽ, do mình thoát lệnh mình sẽ giữ tiếp nữa. Mình sẽ nói những cái lệnh chúng ta sẽ cần cài thôi. C nè, cái này là 0,0, nó để mặc định như vậy. DF, DF này là cái chênh lệch nhiệt độ. Chênh lệch nhiệt độ giả sử mà chúng ta muốn mình sẽ để là 0,5 đi ha. Mình để không, mình hồi nãy mình để 0,5 là nhiệt độ nó tầm, thực tế là 26, thì 26,5 mà nó bật ha. Đấy là cái độ chênh lệch nhiệt độ. Hoặc là 26 hoặc là 29, 30 á, thì 30,5 mà nó bật. Đấy là cái DIF. Còn một cái nữa là co. Để mình giữ nè, tại mình cứ kia là nó thoát ra. C nè, cái này 0,0, cái này chênh lệch nhiệt độ ha. Còn cái co này đó, cái co này là cái calip. Calip này đó, cái này là cái hiệu chỉnh cái nhiệt độ. Giả sử mà cái nhiệt độ ở trong trại trên này nó đang hiển thị là 30, mà cái nhiệt độ mà nhiệt kế, chúng ta lấy một cái nhiệt kế điện tử chúng ta đo được á, là 32 á, thì chúng ta sẽ tăng nó lên ha. Tăng lên lên 2, chỉnh cái co lên 2. Đó. Còn mà nếu mà chúng ta thấy nó nhỏ hơn á, thì chúng ta sẽ giảm xuống. Đấy. Nhưng mà hầu như những cái bộ này mình chỉ cài đặt hết rồi ha. Những cái tủ này mình gửi mình cài hết rồi. Về chúng ta chỉ cần biết cách để chúng ta tăng giảm cái nhiệt độ ở đây là được ha.